Xin chào các bạn, lại là tôi đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series các loài hoa hồng ngoại của Tinh Hoa Xanh. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn hai loại hoa hồng ngoại cực đẹp và không thể thiếu trong vườn hồng nhà bạn. Thứ nhất là hoa hồng leo Zachary Duray. Loại hoa hồng leo này được nhân giống bởi Hartnett tại Vương quốc Anh vào năm 1988 và được giới thiệu vào Vương quốc Anh bởi Hartnett vào năm 1988. Đây là một loại hoa hồng thuộc dạng cây bụi, có chiều cao khoảng 1,2m, chiều rộng 0,7m, hoa có màu trắng và hương thơm mạnh mẽ. Đó là sự kết hợp của hương chanh, xạ hương, hoa dạng chùm mọc theo từng cụm. Độ bền hoa là khoảng 5 ngày, số cánh hoa là 15 cánh, đường kính hoa từ 6-8cm, khả năng cho hoa là liên tục quanh năm. Loài hoa này có tính kháng bệnh tốt, nơi trồng thích hợp là nơi thoáng mát, nắng khoảng 75%. Nhận xét chung thì đây là một loại cây tương đối dễ trồng, tuổi thọ cây ghép là trên 10 năm. Hoa hồng leo Zachary Duray có khả năng sinh trưởng rất tốt, khả năng kháng bệnh tốt, ít tốn công chăm sóc, cho hoa nhiều đều đặn quanh năm. Loài hoa hồng leo này có thể trồng ở hàng rào trước cổng, trồng ở hàng rào sau giàn phơi hoặc trồng ở trước ban công đều đẹp. Bên cạnh đó, chúng rất ít thay lá nên đỡ tốn công vệ sinh, đảm bảo không gian sống luôn sạch đẹp mỗi ngày. Loài hoa hồng ngoại thứ hai có tên Jubilee Celebration Rose là loại búp sen trên cạn có vẻ đẹp thuần túy. Cái tên được mô phỏng bởi tên ngày đại lễ Golden Jubilee của nữ hoàng Anh, được tạo bởi David C.S. Austin vào năm 1998, có màu sắc hồng cam, cỡ bông lớn từ 7-10cm, rất lâu tàn, có hương thơm đậm mùi xả, kiểu cánh là 40 cánh, độ lập hoa tốt từ 4-5 tuần trên một lứa, khả năng kháng bệnh cao, sinh trưởng tốt. Loài hoa hồng này là loại giống hồng bụi siêu đẹp. Các con nghiện hầu hết đã sở hữu cho mình một cây, nhưng vẫn luôn tìm để sở hữu cho mình từ 2-3 cây khác nữa. Bông lớn, hương thơm đậm, lập tốt, hoa cho quanh năm, tốc độ sinh trưởng mạnh mẽ. Đặc biệt là bạn sẽ không còn phải lo sợ khi trồng mãi mà không ra hoa nữa, vì khi cao khoảng 20-30cm đã cho bông rất to và đẹp. Bởi vẻ đẹp thuần túy ấy đã khiến bao con nghiện phải mê mệt giống hoa hồng ngoại mang tên Jubilee Celebration này. Điểm 10 hoàn hảo về mọi mặt, từ form hoa, hương thơm cho đến độ lập hoa. Vì loại hoa hồng bụi này không chiếm quá nhiều diện tích nên cô nàng được trồng ở hàng rào, ban công, ngay trong sân vườn. Loài hoa hồng này được giới thiệu rộng rãi trên nhiều quốc gia và đặc biệt hơn nữa là ưa chuộng tại Việt Nam. Cô nàng này rất phù hợp với khí hậu của Việt Nam, luôn giữ form kể cả trời nóng hay trời lạnh. Mùa lạnh thì form hoa sẽ to hơn, đậm hơn mùa hè. Được đánh giá rất cao về mọi mặt, đặc biệt là khả năng thích nghi cao với khí hậu và thổ nhưỡng ở Việt Nam, cùng với độ xiêm hoa, sai hoa, nên luôn được lựa chọn để trồng tại ban công, trồng trong chậu, hạ thổ. Nếu được hạ thổ, cây sẽ phát triển rất mạnh và lớn nhanh, đảm bảo bạn sẽ có một khu vườn đẹp như trong mơ. Trên đây tôi đã giới thiệu cho các bạn hai loại hoa hồng ngoại nổi tiếng ở Việt Nam. Mong rằng những thông tin này sẽ có thể giúp ích cho các bạn. Hãy để lại cho tôi một like, một share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ tôi nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại!